nhẹ nhàng ra nhỉ. Nhỏ mà có 70 cửa. Nước mang tải là đựng cá kìa Đức ơi. Đấy. Tưởng có con vào rồi đây. Tưởng có con vào rồi. Tưởng nó chui đấy không ra được. Nhẹ nhàng nhỉ. Cá rô đây, con rô đây đấy, năm nay ít rô chú vị nhỉ. Cứ bánh tải ra kia làm cá neo lắm, thế mà không được nhỉ. Cầm người ta chỉ quăng nhẹ tay cái thôi. Nhưng bên kia kéo thì nó không bị móng đá gì. Tròn vo nhỉ. Không gì ra cái hố ra cái chỗ mương tim một à tim hai thì phong cắt đặt cái. Cái măng tải này kìa Đức kìa. Măng tải đựng cá như thế, hứng tải vào đấy. Xuống cái bùn rồi thì em lại thấy thích, mãi nó chịu được cái bùn.
ở đây này, cái cửa nó làm nó đã bé rồi. Để kéo cho mình đã.